Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Văn hóa Việt Nam. Hôm nay, MC Gia Hân sẽ đồng hành với quý vị và các bạn tìm hiểu về áo dài truyền thống của Việt Nam. Áo dài ra đời từ rất lâu, nó đã trải qua các thời kỳ cải biến để đạt đến độ thẩm mỹ như ngày nay. Từ sơ khai là áo dao lành, được người phụ nữ mặc phủ ngoài yếm đào, váy lụa đen, thắt lưng buông thả. Nhưng để tiện cho việc làm ăn, việc đồng áng, áo dao lành được thu gọn thành áo tứ thân. Sau đó, nó được biến thành áo ngũ thân để các cô, các bà mặc trong lễ hội mùa xuân. Áo dài được may bằng nhiều chất liệu như gấm, nhung, lụa tơ tằm. Hiện nay, các nhà thiết kế y phục đã sáng tạo ra nhiều kiểu áo dài tân thời, cổ áo cài khuy, khuy áo là hạt cườm, hạt ngọc, cúc bấm, hay áo dài không có cầu vai, may liền với cổ áo giống như áo bà ba xẻ tà. Chính đặc điểm này khiến việc sinh hoạt của ngực phụ nữ được dễ dàng, đồng thời tạo dáng thanh thoát, yểu điệu, rất tha. Áo dài có hai tà chính, tà áo trước và tà áo sau. Đây là phần được các nhà thiết kế thời trang chọn cách điện nhiều nhất. Khi thì dùng chất liệu vải voan, khi thì được kết cườm, ngọc óng ánh. Áo dài thường đi đôi với quần thun. Phụ nữ Việt Nam thường mặc áo dài xẻ tà cùng với quần thun trắng, bởi nó tạo lên vẻ trang nhã. Hiện nay, áo dài có nhiều hoa văn khác nhau, mang đậm bản sắc dân tộc. Có thể là những đóa hoa như hoa hồng, hoa lan, búp bê, có thể là hoa thủy tiên, cũng có thể là nhiều loại hoa rực rỡ, đủ màu sắc gợi lên dáng yêu kiều, đài các, quý phái của các cô, thiếu nữ, thanh nữ. Riêng hai, bước vào hội xuân, trên mọi nẻo đường quê Kinh Bắc, từ đông, từ đoài, ta bắt gặp các bà, các cụ trong bộ áo quần dài bằng lụa nâu, vai khoai, đi đến chùa lễ Phật. Hội chùa Hương, hội Gióng, hội chùa Dâu, hội Lim, từng đoàn thiếu nữ, thanh nữ rất tha trong bộ áo dài tuyệt đẹp. Trong các lễ chào cờ, các ngày lễ được tổ chức ở sân trường, nhất là các trường trung học phổ thông, hàng nghìn nữ sinh và cô giáo trong chiếc áo dài trắng, quần trắng gợi lên vẻ đẹp tinh khôi, xinh trắng của thế hệ tuổi xuân. Chiếc áo dài mãi mãi là niềm tự hào và hãnh diện của mỗi con người Việt Nam chúng ta. Vẻ đẹp chiếc áo dài gợi lên vẻ đẹp văn hóa truyền thống của đất nước và con người Việt Nam. Trên con đường hội nhập, có thể những y phục của mỗi con người Việt Nam trở nên phong phú, đa dạng, hiện đại, nhưng chiếc áo dài tân thời sẽ mãi mãi gắn bó với tâm hồn người phụ nữ Việt Nam, làm tôn vinh vẻ đẹp sơ xa, duyên dáng của các thiếu nữ, thanh nữ trong các lễ hội. Những chiều hoàng hôn